Không sao, không sao, mọi người hai khúc trên anh Thầy. Khúc dưới thì lâu lâu mình giả bộ rớt điện thoại cũng được. Thôi rớt điện thoại cũng được cho mọi người coi với. Đó, đặt hàng liền giùm cho em mọi người 169. 169 nha. 169 cho nguyên một combo nha cả nhà. Còn bên kênh Khôi Lần Việt Nam thì mọi người muốn săn sữa tắm lavender á thì giá là 119 rất là rẻ hơn. Rẻ mọi người. Một cái giá rất yêu thương, rất thời, cho nên mình nhanh chóng mình bỏ vào giỏ hàng mình bấm nốt. Chốt đó. Kìa kìa mày ơi kìa. Mày ơi kìa. Dạ. Răng mày đã như cái con ấy cho mọi người coi xịt đẹp trai thế này ấy. Chỉ có nick Colin xin 1972 mới coi được nha mọi người. Qua đây giùm em. Qua. Cảm ơn con làm gì mà không phải tham gia tôi nào vậy con? Hả? Cảm ơn ba không nhận. Có chứ. Con rã tim cho ba rồi. Rã tim gì con? Rã tim ba gửi hình qua cho con rã tim rồi nên là hơi hỏi đi. Lúc 2 giờ sáng hôm qua là ba đang tại chụp CT xong rồi. Đến từ 2 giờ hôm qua đến bây giờ là gần 11 giờ là đã qua. Thôi có cần phải cạp thèm mà cạp bóng. Thôi mà đừng có cạp mà. Anh ơi coi. Nó coi hình anh mà nó cạp cái điện thoại em nè. Trời ơi ơi ai. Điện thoại mới mua má ơi. Chưa trả góp xong. Trời ơi. Trời ơi. Dạ anh hello mọi người đi anh nè. Trời ơi đừng có cạp điện thoại. Dạ, yeah. Mày nghe nha. Đó. Cả... Ủa gì hả? Đó, cả nhà chào anh nha. Rất là dễ thương luôn, trời đất ơi. Đó, bạn hôm nay thấy con gái hát hơi nhiều. Để mai ba kết nối với lại đoạn logo với lại hát bụng trời cho mọi người. Bà thích hát logo à? Bà sĩ luôn. Bà thích hát logo à? Bà buông ơi. Điện thoại tôi má ơi, điện thoại tôi má ơi. Điện thoại tôi. Tại sao tôi bình nóng không có được à? Ừ. Thôi đừng có cạp ổng mà thấy ba ngon quá đừng có cạp. Ba ở nhà, ba ở nhà thấy cái mùi hương cống rảnh. Cái gì vậy ba? Trời ơi dơ cái điện thoại tôi má ơi. Cái điện thoại tôi đem đi vô toilet tùm lum tà la mà bà liếm bà cạp. Không phải dơ cái miệng mà dơ cái điện thoại mà dơ cái miệng mình đó. Ừ. Điện thoại bà tôi Tôi cầm đi vô toilet này nọ đó. Cầm này cầm kia cầm lên điện thoại đó mà đừng có gạt. Chốt đơn giùm em nha. Trời ơi thầy ơi mọi người nhớ thầy quá trời. Thầy mau thầy nào khỏe lại dành thầy. Thầy chừng nào khỏe lại thì thầy không thể biết câu trả lời chính xác. Tại vì biết là bác sĩ hẹn thứ 6 này lên tái khám. Lên tái khám hả? Trời ơi nhớ thầy quá trời. Trong thời gian này là nhớ là phải đi nhà nó khỏe thứ 6. Là giờ cười, lỡ cười lớn được không thầy? Cười lớn này nó rung chỉ thì lại vào viện nữa. Vậy hả? Vậy thầy thầy nằm thôi nha chứ nhiều khi ngồi cũng cứng à. Thầy nằm ngửa ở nhà thôi nha. Nằm ngửa chứ không lẽ nằm úp. Nằm úp nó cứng nha thầy. Nằm úp cái đẹp nó bị lún nó bẻ 30 cm. Bị tụt á. Trời ơi xu quá à. Không sao giờ mình cái bụng của mình nó đẻ rồi nó thì gọn lắm thầy. Trời ơi bây giờ hơi bị mà lem á trời. À trời các em thèm chảy đó. Nước miếng nè để chùi cho mấy em học sinh cái. Nè chùi. Gọi là không còn nhìn soi gương ngày trước soi gương mà nhìn ngang ngang á là thấy nguyên một cái mũi sầu riêng nó chiếu xuống. Nhìn ngang lì. Dạ quả này ông quyết tâm giảm cân hả? Không đâu có giảm cân mà từ ngày ta đẻ xong đẻ mổ sao mà giảm cân. Cái này từ ngày mà mổ xong không ăn được gì đâu nên cũng chắc chuột ký đi rồi. Dạ trời ơi quá tuyệt vời luôn. Tụt ký mà cũng cho đến khi mà hết bệnh mà ăn uống vô tư được sẽ đi ăn cả thịt luôn. Chết rồi. Nè có mì nè ăn luôn. Ăn dâu không ạ? Cho mày ăn đó. Thôi. Thôi ăn dâu. Dạ cảm ơn anh nha. Ba ơi ba qua đi cho ba uống sữa. Sữa đâu nành. Rồi ba cảm ơn. Trời sữa đâu nành của con tự làm á. Ừ. Ba thả uống sữa của tự ba sản xuất ra bằng. Ủa sao vú ông bự quá vậy? Có sữa đó, đẻ xong là có sữa. Tao đẻ xong nên cái vú tao bự hơn cả cái mặt này luôn. Đâu đâu, bự đâu. Thôi bà ơi. Con trai có sinh ngày rồi. Sao?
ấy. Đó, vô mọi người ơi. Rồi. Dạ, nhanh sớm nha, trời ơi. Một chân. Nè, thôi bà đừng có ép ghê quá. Tôi... Em xong nước chanh này bắn luôn. Ủa, anh bị dính nước chanh luôn hả? Cái gì mà. Chớ tự dính màn hình là để em chuồng. Một chanh nè mọi người. Ôi, 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 ôi. Bà che lại đi mẹ. Báo vi phạm cái thấy mẹ tôi chùi 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 nước chanh. Ôi ghê quá má. Trời ơi báo quá mọi người. Em sợ luôn mọi người. Em sợ ngang luôn. Dạ mọi người tranh thủ mình chốt lên lại mã yến mạch 49k. Rồi đăng lên lại cái mã yến mạch 49k cho cả nhà mình luôn nha. Nhắn lên nè. Rồi cả nhà mình đang sống mình chốt đơn liền đi ạ. Đó. Rồi ở bên kênh Kho Lần Việt Nam sẽ không có mã yến mạch ha. Bây giờ mọi người có thể tràn qua cái kênh là Kho Lần Xin 1972 nha. Nhấn follow kênh giúp em. Sau đó mình chốt ngay cho em cái mã mặt nạ yến mạch với mức giá bao nhiêu? 49k. Đó mình chỉ cần pha tỷ lệ 1:1 nước nè. À với hoặc là sữa tươi nè. Mình cùng quê vườn với bữa cơm. Thôi mở cái nhạc kia đi, cái này diễn tiểu phẩm rồi. Nè đó cái nhạc này. Em chưa 18 rồi. Thì đủ mà, 2 năm nữa 18. Thôi mà đừng. Mình sẽ nấu cơm, thịt kho cá với thơm. Mình cùng quê vườn ngồi bữa bữa cơm, xào nhau bằng cái thơm. Cho đến già. Hết mã xưa lên mảng nước hoa nha. Lên mảng nước hoa. Đấy, chốt đơn nha mọi người. Đâu biết nghe. Nhanh lên mọi người ơi. Mảng nước hoa 125. 125 giờ giá là 150 nha. Bây giờ còn 125. Lẹ lên mọi người ơi. Chỉ 125.000. Ai muốn mua mảng nước hoa thì qua kênh Colin Xin 1972 giùm em ha. Hôm nay mình like trên hai kênh. Kênh Colin Việt Nam không có mã nước hoa. Kênh Colin Xin 1972 sẽ có mã nước hoa với mức giá chỉ còn lại là 125. Mồi mã mọi người 10 năm. Bao nhiêu mã hả? Bao nhiêu mã rất ít đầm nha mọi người tranh thủ nha. Cảm ơn chị Ngọc Viên đã chốt 22 đơn à. Cảm ơn chị Ngọc Viên rất là nhiều ạ. Cảm ơn Ngọc Viên. Tám đầu ảnh đến xa em lớn qua nhanh em bước bên anh xin 1972 mọi người dẫn màu xanh em chơi tay bên nhà anh trắng đỏ xanh điều gì anh thích thì anh gì anh thích thì em 125 125 em à. Ngày ngùng anh ơi đừng có ngày ngùng. Cứ 18 thì chẳng chứ em. Nghe chưa thầy? Cứ ngày ngùng thì chớp ngày gì. Dám sợ. 2 năm nữa mà người. Lên combo 1, lên combo 6. Sao sắp? Cái đẹp 169 cho em. Nhẹ nè. Yeah. Rồi mọi người ơi, lên một combo siêu sốc, hai sản phẩm chỉ với giá là 1.6 chết. Lên em rồi. Dạ, sữa tắm trùm ngay và em gì? Kem giảm mờ hâm. Đó, kem giảm hâm trùm ngay nha mọi người. Đó, rất xịn sò. Nhanh lên mọi người ơi, vào nhanh chóng chốt đơn giùm cho em nha mọi người. Vào liền cho em đi mọi người ơi. Nhanh lên mọi người ơi, chốt đơn nhanh đi mọi người. Số lượng của chúng ta cũng có hạn luôn. Em muốn quên là sao quên. Rồi, vô rồi, hát bài gì bấm lên mọi người. Còn, nhanh lên mọi người muốn ca gì? Nha mọi người ơi, vào mình đặt hàng liền giùm em nha. Trời ơi, rất là đáng yêu và dễ thương luôn. Lẹ lên mọi người ơi, nhanh lên mọi người. Sữa tắm trùm ngay rất thơm. Đó, và gì nữa? Kem giảm thơm. Rất xịn sò, bao bao gì má. Bơ vào trong cái đầu gối ha, bao vào những cái vùng thanh thơm đắt rồi. Rất là xịn sò cho em nha mọi người. Chốt đơn liền cho em nha mọi người nha. Nhanh chóng bỏ về hàng và bấm nút chốt đơn cho em nha. Chị mới có giấu bao nhiêu ạ? 1.6 chết mọi người ơi. Lại ra
Vui. Vui mà gọi hát tiếp đi bà. Đám cưới miền Tây nè. Rồi chốt đơn nhưng mọi người muốn hát bài gì nữa? Bà cho em danh thủ. Ủa điện thoại tôi hết pin. Rồi mấy má này lẹ ghê nha. Sao mấy má này bình luận không? Mấy má này. Mấy má bình luận. Ok hết. Cho mấy con ơi. Nè. Quên cho mượn luôn. Ai em đâu có hát taxi đúng không? Rồi, nhanh lên, mọi người nghe được. Mệt quá mọi người ơi. Mọi người mình chốt đơn đi. Mời xem mấy hay quá trời kìa. Trời ông đòi bây giờ mình hát tiếp đi nào. Bà ca ơi, tới bà đi. Trời ơi, combo nè mọi người ơi. Combo 169. Rồi, đám cưới nha, rồi ok. Bà hát chúng tôi. Vô mọi người ơi, chốt đơn đặt hàng nha.